Tối 29 tháng 12, Yamaha Motor Việt Nam đã chính thức ra mắt Exciter 155 VVA, mẫu xe côn tay Underbone được mong chờ nhất. Xe có 3 phiên bản, nâng cấp nhiều về công nghệ và khả năng vận hành, được bán ra từ ngày 6 tháng 1 năm 2021 với giá từ 46,99 đến 50,49 triệu đồng. Với sự kiện ra mắt lần này, Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên được đón nhận Exciter 155 VVA. Yamaha Exciter 155 sở hữu kiểu dáng nhỏ gọn và thừa hưởng đường nét thiết kế của mẫu xe thể thao R1. Bộ vỏ được thiết kế để cải thiện tính khí động học, trọng tâm xe chuyển về trước giúp tăng tính ổn định khi vận hành. So với thế hệ trước, Exciter 155 thay đổi một cách toàn diện. Nhìn một cách tổng thể, thiết kế mới giúp chiếc xe côn tay Underbone của Yamaha trông bề thế hơn trước. Các đường thẳng, chi tiết góc cạnh ở đời cũ được thay bằng các đường cong. Tuy vậy, kiểu dáng của Exciter mới lại thể hiện được rõ nét chất thể thao. Exciter 155 có đèn chiếu gần đặt trên ghi đông, trong khi đèn chiếu xa được đặt bên dưới đèn định vị. Đây là kiểu bố trí khá lạ trên một mẫu xe máy phổ thông. Bên cạnh đó, đèn định vị LED có thiết kế dạng móc câu, tạo điểm nhấn cho phần đầu xe. Phần đuôi xe được thiết kế lại hoàn toàn với kết cấu hai tầng thường thấy trên các mẫu mô tô phân khối lớn. Hệ thống đèn hậu bằng LED của Exciter 155 VVA có thiết kế đơn giản, tương tự R15 V3. Bên cạnh thiết kế, Exciter mới được trang bị các công nghệ chú trọng đến hiệu suất như khung sườn, vật liệu xi lanh, góc phun nhiên liệu và bộ ly hợp chống trượt. Trái tim của xe là khối động cơ 155cc, công suất 17,7 mã lực và moment xoắn 14,4 Nm, hộp số côn tay 6 cấp. Hiệu suất này mạnh hơn 17% so với Exciter 150. Yamaha cho biết động cơ 155cc của Exciter mới có công nghệ phủ carbon lên cò mổ dạng trượt của hệ thống VVA giống R1. Kim phun nhiên liệu có 10 lỗ phun, nhiều hơn kim phun của động cơ 150cc ở đời trước. Góc phun nhiên liệu được mở rộng thành 18 độ để cải thiện hiệu suất đốt cháy nhiên liệu. Đời xe mới có thêm bộ ly hợp chống trượt nổi trội trong phân khúc. Về mặt tiện nghi, xe được trang bị hệ thống khóa thông minh và cổng sạc USB. Bình xăng dung tích 5,4 lít, lớn hơn Exciter 150. Hệ thống giảm xóc trên xe đã được nâng cấp. Hành trình phục tăng từ 90mm lên 100mm. Những trang bị này đã được khách hàng mong chờ xuất hiện trên Exciter từ lâu. Tuy nhiên, dù sử dụng phanh đĩa trước sau song có chút đáng tiếc, Exciter 155 VVA vẫn chưa được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Theo đại diện Yamaha Motor Việt Nam, việc không trang bị phanh ABS cho Exciter 155 VVA nhằm mang đến trải nghiệm lái thể thao nhất cho khách hàng. Exciter 155 VVA được ra mắt để mở ra phân khúc xe mới, nhóm xe côn tay cỡ nhỏ có cảm giác lái như sport bike.